Xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh của Nhà Thức Trung Nguyên. Mình xin giới thiệu mình là Dược sĩ Hoàng Thị Thơm, cũng là chuyên viên tư vấn của hệ thống Nhà Thức Trung Nguyên. Và hôm nay mình lại tiếp tục lên đây và giới thiệu cho các bạn một dòng sản phẩm mới. Đó chính là dòng sản phẩm viên uống kiểm soát đường huyết TD King Pha. Sản phẩm với thành phần từ thảo dược thiên nhiên, tác dụng rất tốt trong việc hỗ trợ điều trị tiểu đường, an toàn cho người sử dụng. Và như bạn biết thì bệnh tiểu đường hay còn gọi là đái tháo đường được biểu hiện bằng mức đường trong máu luôn luôn cao. Bệnh tiểu đường khiến cho bạn gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, khiến cho cơ thể bạn luôn cảm thấy mệt mỏi, uể oải, khó chịu, không có tinh thần để làm việc, công việc luôn trì trệ, sếp nhắc nhở, đồng nghiệp gièm pha, từ chối mọi cuộc gặp mặt, tụ tập cùng nhóm bạn, càng ngày càng xa cách với mọi người. Nguyên nhân dẫn đến các bệnh tiểu đường chủ yếu xuất phát từ lối sống không khoa học, không lành mạnh, như ăn thức ăn nhanh, chứa rất nhiều đường, chất béo, hút thuốc lá, ít vận động, thức khuya. Và để kiểm soát lượng đường trong máu và để hạn chế các tai biến có thể gặp phải trong khi mắc bệnh tiểu đường là điều hết sức cần thiết cho cơ thể. Vì vậy mà viên uống TD King Pha ra đời giúp bạn kiểm soát và ổn định đường huyết, ngăn biến chứng bệnh tiểu đường. Sản phẩm thì gồm các thành phần như cao dây thiều canh, chiết xuất mướp đắng, cao sầu dâu, cao giỏ cổ lam, cao hoài sơn và cao sinh địa. Cao dây thiều canh thì có tác dụng giúp ức chế hấp thu glucose ở ruột, làm tăng hoạt tính của men, hấp thu và sử dụng đường, giảm cholesterol và lipid máu. Chiết xuất mướp đắng giúp tăng tiết insulin, tăng oxy hóa glucose, ngăn chặn sự hấp thu glucose vào tế bào, ức chế hoạt tính của các men tổng hợp glucose. Cao sầu dâu có công dụng giúp chống oxy hóa tế bào và kháng tất cả các tế bào gây đột biến gen hoặc ung thư và có thể được điều trị bệnh như là bệnh tiểu đường, chứng ngứa âm hộ, bệnh ghẻ. Cao giảo cổ lam thì giúp ổn định đường huyết, tăng khả năng sử dụng glucose của tế bào, ổn định nồng độ đường trong máu. Cao hoài sơn làm chậm hấp thu đường sau khi ăn, không làm đường huyết tăng. Cao sinh địa thì giúp hỗ trợ điều trị hiệu quả bệnh đái tháo đường, cơ thể suy nhược và thiếu máu. Từ các thành phần đó tạo nên viên uống TD King Pha với các công dụng giúp kiểm soát và hạ đường huyết, phòng và hỗ trợ điều trị đái tháo đường, phòng và hỗ trợ điều trị các biến chứng liên quan đến đái tháo đường. Về liều dùng thì ngày chúng ta uống 2 đến 3 lần, mỗi lần một viên, uống trước lúc ăn 1 giờ hoặc sau ăn 2 đến 3 giờ. Nên dùng thường xuyên để đạt hiệu quả tốt nhất. Sản phẩm thì dùng được cho người bị đái tháo đường type 2, người bị tăng đường huyết. Và sản phẩm thì đang được bán trên tất cả các chi nhánh của hệ thống Nhà Thuốc Trung Nguyên. Mọi ý kiến thắc mắc xin các bạn vui lòng liên hệ đến số điện thoại hotline 0909602267. Và cứ vào khung giờ 9 giờ sáng và 21 giờ tối thì kênh của Nhà Thuốc Trung Nguyên mình lại lên sóng và giới thiệu cho các bạn những dòng sản phẩm mới. Còn bây giờ xin chào và gặp lại các bạn trong những lần chia sẻ tiếp theo.